hình là mấy bữa nay rất là bận, mình đang ở trong mùa thi, thi cử rất là căng thẳng, rất là tàn tạ, mặt nổi nhiều mụn, râu ria. Thì bữa nay cũng tranh thủ hướng dẫn các bạn newbie một cái liên khay để mà lấy lọc thi cho tốt. Thì cái liên khay hôm nay là cho mấy bạn mà mới tập chơi cái trò này, chưa có biết nghĩ ra được cái gì thì có thể tham khảo qua những cái clip này để mà làm được những cái liên khay nó là lạ tí và chế theo ý mình. Cái liên khay hôm nay nó sẽ có dạng như sau. Đó. Đó. Đầu tiên để làm được cái liên khay này chúng ta sẽ phải làm một cái động tác trông như này. Đó. 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 Thì chúng ta sẽ chuyển cái bút từ ở dưới ngút, chúng ta sẽ chuyển nó lên đây. Cái này thì mình cũng không biết nói làm sao cho các bạn hiểu, thì các bạn nếu mà có thể tải về bạn sử dụng cốc cốc hay gì đó thì các bạn có thể tải clip này về và dùng phần mềm để mà làm chậm, hoặc là các bạn có thể làm chậm trực tiếp trên YouTube bằng cái chức năng nằm ở phần tùy chỉnh trên video đó như này, hoặc là cố gắng căng mắt ra mà xem cái tay của mình thì nó sẽ đi như này, nó sẽ đi từ dưới đây đến đây. Một số cái mẹo khi mà làm cái này đó là chúng ta sẽ cầm cái bút làm sao cho cái phần ở dưới nó dài hơn cái phần ở trên. Nếu mà các bạn cầm ngược lại thì chúng ta sẽ có xu hướng làm cái này đó, cho nên là phải cầm như này, cầm sao cho cái phần bút ở cái phần lòng bàn tay chúng ta sẽ nó sẽ dài hơn cái phần ở trên đó như này. Và trước khi mà tập cái này thì chúng ta nên làm được những cái như là shadow, là mấy cái chiếc mà nó lăn lăn trên mu bàn tay như này thì nó sẽ dễ hơn đó. Đó, sau khi mà đã lên đây rồi chúng ta sẽ bắt chéo hai ngón này lại đó, bắt chéo hai ngón này lại, bắt chéo hai ngón này lại đó. Ở đây chúng ta có ngón trỏ với lại ngón cái thì chúng ta sẽ bắt chéo hai ngón này lại theo kiểu như này đó, đừng bắt chéo theo kiểu như này, bắt chéo theo kiểu như này đó, nó sẽ trông như này đó. Đó, và sau khi mà đẩy cái này lên thì chúng ta sẽ kẹp cái bút lại bằng hai ngón này đó, kẹp lại liền, không có cho nó chạy đi đâu hết đó, kẹp lại liền, kẹp lại, kẹp lại như này. Và sau khi mà kẹp lại chúng ta sẽ co cái ngón trỏ với lại cái ngón giữa lại luôn, và chúng ta sẽ dùng cái ngón cái chúng ta sẽ đẩy cái bút qua như này, đẩy qua và chụp lại. Thì để mà kết thúc cái liên khay này chúng ta có thể chụp theo kiểu này hoặc là chụp theo kiểu này đều được, nói chung cái đó là tùy sở thích thôi đó. Thì toàn bộ cái liên khay nó sẽ trông như sau. Qua đây, qua đây đó. Cái đoạn này thì nó tương đối là nó hơi khó và các bạn cần phải có cái cảm giác khi mà làm cái động tác này đó. Cái này mình sẽ làm chậm lại một lần nữa để mà các bạn có thể quan sát được, nó sẽ đi như này đó, nó sẽ đi như này, đi như này đó. Nếu mà các bạn chưa quen thì các bạn có thể đặt cái bút trên này, đặt cái bút trên này kiểu như vậy và các bạn đẩy nó qua ngón này đó, và từ từ thì các bạn ghép nó vào với cái này đó. Đó, toàn bộ cái liên khay đó thì lên combo nó sẽ trông như sau. Chúng ta sẽ quay nó trước đi để mà nửa chừng mà rớt thì nó mệt lắm đó, và quay một cái gì đó sau đó kết thúc combo. Thì cái liên khay hôm nay nó đến đây là kết thúc, và nếu mà thấy hay thì có thể like, share clip để mà ủng hộ mình, subscribe channel của mình để mà có thể theo dõi thêm nhiều những cái video hướng dẫn tiếp theo mà mình sắp sửa đăng. Và ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Yeah.